Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn 20-21, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Chị trắng trẻo, vấn tóc cao, sang trọng, trong chiếc áo dài nhung đến cuồng, ngồi bên phải trước cô dâu. Em bận một bộ đồ bà ba đã cũ nhào, khổ sở dán thân mình gầy nhom vào chiếc ghế chạm trổ tinh tế. Em cười thiêu thiểu, chị cũng cười, nhưng mắt không nhìn thẳng, vẻ ngượng ngập buồn hiu. Tấm ảnh nằm lẫn trong album cũ của gia đình. Mọi người vẫn thường dở ra xem và vẫn không hiểu tại sao cái khoảnh khắc đó chị lại buồn. Bởi trong tất cả tấm ảnh còn lại, chị luôn rạng rỡ, viên mãn. Cái áo dài màu trái diết tôn làn da trắng chị không mặc thêm một lần nào nữa. Chị muốn thay nó ra ngay trong ngày cưới của con trai mình, ngay khi đứa em mà chị kéo từ dưới bếp lên cứ bần thần chùi cùi tay vào giặt áo, chụp hình chi không biết chứ coi tôi ăn mặc xấu quá chừng hà. Chị gạt ngang, ấn em ngồi vào ghế, cảm giác em lọt thỏm ở đó nhỏ nhoi. Tự dưng chị nghe xương vai của em nhọn sắc buốt tay mình. Người thợ ảnh bảo mọi người cười lên. Chị không dám nhìn vào cái ống kính đen ngòm, nghẹn thở bởi cái áo mà mình đang mặc, bởi cái ghế mà mình đang ngồi, bởi sự viên mãn mà mình đang có. Bởi em đang ngồi cạnh chị, già nua, khốn khó. Chị mua gửi cho em nhiều bộ quần áo mới sau đám cưới đó. Lâu lâu về quê, thấy mớ đồ vẫn xếp ở trong tủ, nhãn mác còn nguyên. Nhưng chị không thể cất tiếng quở rầy vì em ướt mẹp từ ngoài đồng vô. Em giăng lưới cá được chừng chục ký, cái loại cá rô phi nhỏ chừng hai ngón tay khép, xách tới chợ xã bán được mỗi ký 2.000. Tay em nhiều vết xước do bị dây cá đâm vào. Từ chợ về, em đi sạ mớ lúa giống đã lên mầm trắng xóa. Tối thì lại trông đèn làm sạch mấy thùng cá rồi ủ mắm. Em ngồi miết bóng vào đêm, mấy cây nhang mũi vẽ những cái đường khói cong cong, gió lọt qua vách làm khói bay dùng dằn đâu đâu á. Khói cũng không bao bọc lấy người, rời rạc, khói của hiện đại mà em thì cũ kỹ. Khói này của chị như cái tivi của chị kia, như mấy bộ quần áo đẹp kia của chị, nên chúng chọn lọn trơ khớp giữa căn nhà của em, thấp và tối, ẩm ướt hơi đất, ngai ngái mùi lá mục. Đó là cái bìa bọc lấy quyển từ điển của đời em, mỏng lắm, chỉ vài trang ít ỏi, đề mục cũng ít ỏi. Lấy chồng, sanh con, bày đàn đông đúc, quanh quẩn ruộng vườn, làm lụng, mồ hôi, đứt tay, hết gạo, giăng lưới, đặt lờ, trồng tưới, chở khuya,
em đã đi gần hai phần đời bằng những từ nhọc nhằn đó. Phần đời còn lại, em chỉ còn chữ thiệt thòi ở trang cuối. Chị đã từng thêm vào cuốn sách của em những son môi dày da, đi du lịch, xem phim, nhưng chúng cứ rơi khỏi đó, hay em tự rời ra. Chúng quá rực rỡ và sang trọng trên cái nền giấy lem nhem và loang nước. Vô vọng, xa xỉ hơn là bức tranh, tiệc tùng, ngắm mưa hay quán cà phê. Để bù đắp cho đứa em nghèo, nhiều lúc chị sắm sửa cho em thật nhiều, để rồi nhận ra lấy tấm áo của mình đắp lên em thì cũng không thay đổi được gì hết. Cái tivi màu chị tặng vẫn nằm im lìm trong căn nhà chưa có điện. Tiền của chị dúi vào tay em, không thể dùng để viết chữ điện thoại di động hay máy rửa chén vào từ điển của mình. Mỗi người phải sống một cuộc đời riêng. Vài lần giữa buổi tiệc, bàn tay cầm ly giang pháp của chị đã run khẽ khi đứa con gọi điện thoại vì ra chợ bán trầu ghé nhà mình chơi. Tay chị run như cái sức nặng của vỏ trầu đang treo lủng lẳng trên đó. Giá của chúng chỉ bằng ly rượu sóng sánh này. Nhìn lại tấm ảnh lạc lõng rơi ra khỏi chuỗi hình ảnh hào nhoáng của tiệc cưới, chị thấy không phải chỉ cách nhau hai cái tay ghế, không phải chỉ khác nhau màu áo, màu da. Chị đã đi quá xa, đã hút bóng rồi. 20, 21, ai cũng biết chuỗi số đó liền nhau, nhưng với chị và em, nó cách hàng trăm năm. Em còn mãi ở nửa thế kỷ trước, chị đã ở đầu của thế kỷ này. Người ở lại 20 ngóng nhìn và hy vọng, kẻ 21 thì ngoái lại thấy thương, nhưng tầm nhìn đã xa lắm. Sự xót thương chỉ là mường tượng, một cảm giác trách nhiệm mơ hồ. Chị không thể quay lại, và em cũng không thể nhanh hơn. Cái ngày mà còn gần gũi, lâu lâu chị đứng chờ để dắt em theo mình một quãng. Em được chị tặng cho mấy chữ ăn sáng, karaoke, mua sắm mà em cứ nhắc hoài, nhớ hoài, vì thấy gì cũng tốn nhiều tiền, mắc xót. Nhưng giờ thì không còn nhớ cái cảm giác những ngón tay chị và em đang vào nhau của ngày đó. Giờ thì tấm ảnh cũ của gia đình không còn gây buồn, vì người ta đã nhận biết một cách bình thản. Nếu mà chụp ảnh dãy phố này, khu phố này, thành phố này, hay vùng châu thổ này, thì sẽ nhìn thấy những khoảng cách, những vết cắt, những từ điển nghèo nàn của người còn ở lại thuở 20. Những tấm ảnh ma mị, ta thấy ta cùng một không gian thời gian, nhưng kẻ trước, người sau, ta thấy ta đứng chung nhau mà không hề đứng chung nhau. Ta thấy rõ ràng ta nắm tay nhau, nhưng ta đã không nắm tay nhau từ lâu lắm. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.